những bạn làm tốt và làm giỏi là những bạn có kỹ năng. Anh hiện là senior data science manager ở chỗ tôi thì chắc là anh cũng đã phỏng vấn và tìm rất là nhiều hồ sơ các bạn. Thì kỹ năng hoặc một cái là quality cụ thể nào mà anh ưu tiên trong ứng viên? Ok, những kỹ năng bắt buộc liên quan mặt technical đó ấy là chắc chắn là phải có hết rồi. Thì thường thường lúc mà anh interview thì anh sẽ tìm kiếm vô những một số những cái điểm đặc biệt của bạn đó. Thì anh sẽ thấy trên những bạn anh đã từng làm cùng, những bạn làm tốt và làm giỏi là những bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Và những cái kỹ năng mà giải quyết vấn đề tốt này thì thật ra không phải ai cũng có được. Nhiều khi họ nghĩ là họ có nhưng mà thực sự nó không hẳn như vậy á. Thì việc mà có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt anh thấy cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì nó sẽ giúp cho mình frame được cái vấn đề mà của mình muốn giải quyết là cái gì và cái solution của mình có tương thích hay không, thay vì là mình chưa hiểu rõ về cái vấn đề mà mình muốn sử dụng kỹ năng technical đào to bù lớn để mình giải quyết, chẳng giống như trường hợp hồi nãy. Thì đó là cái đầu tiên anh sẽ muốn tìm thấy ở bạn đó. Điểm thứ hai là anh nghĩ đó là cái khả năng bạn đã có thể đi communicate với lại các những người khác như thế nào. Bởi vì khi mà mình đi làm thì mình phải làm ở trong một team, thì thật ra communicate nó không chỉ một câu chuyện đó là communicate ở trong team mà còn communicate với lại ở trên nữa, rồi cũng phải communicate với các bạn dưới nếu như bạn đó là vị trí leader chẳng hạn. Thì cái điểm mạnh mà anh sẽ thấy là những bạn mà communicate tốt á, thì các project của bạn nó sẽ được planning rất là kỹ càng và chi tiết. Bởi vì khi mà bạn communicate tốt thì ví dụ những về mặt technical khó khăn bạn cũng thể có thể nói ra được và những khác cũng có thể hiểu được, thì cái việc mà contribute vô cái problem của bạn để giúp bạn giải quyết đó, nó cũng sẽ dễ dàng hơn, thay vì là nếu mà bạn không communicate được thì bạn sẽ ôm vấn đề đó mình bạn tự giải quyết. Và 99% anh thấy những bạn mà tự ôm tự giải quyết đó, là như lúc mà đem lên đều phải đi sửa lại không, và đặt đi sửa lại nó sẽ rất là tốn thời gian, cho nên việc communicate cực kỳ quan trọng luôn. Điểm cuối cùng cũng liên quan tới communicate đó là sau khi bạn đã làm xong hết rồi mà bạn không có communicate được cái outcome của bạn đó với lại bên trên thì người ta cũng chả đánh giá được bạn đó. Thì nếu mà bạn đã thật sự bạn biết rất rõ mình làm cái này đem lại value gì, bạn nó thể hiện ra được, expose được phía bên ngoài, thì cái chance của bạn nó grow nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thì anh sẽ prefer những bạn có những cái skill soft skill giống giống như vậy. Dạ ok, em muốn follow up cái xíu trên cái ý về problem solving. Thì cái ý này em được nghe đi nghe lại rất là nhiều. Kiểu tất cả hiring manager nào em nói chuyện qua, họ cũng đều nói là họ tìm kiếm khả năng giải quyết vấn đề của một bạn nhưng mà anh có thể cụ thể hơn khả năng giải quyết vấn đề là cái gì không? Kiểu như sẽ có những cái yếu tố nào ở trong đó. Ok, đối với khả năng giải quyết vấn đề thì làm sao điểm cốt lõi nhất đó là mình biết được rằng là vấn đề này nằm ở đâu, root cause nó là ở đâu. Thì đâu có đơn giản mình chỉ suy nghĩ là à vấn đề này là do cái này là do cái kia, nhưng mà trên kinh nghiệm thì anh thấy ở cái lớp đầu tiên thì nó luôn luôn nó ở bề mặt thôi, bắt buộc là cái người đó phải có cái kỹ năng để đào sâu xuống bên dưới, kỹ năng đặt câu hỏi làm sao để thật sự là biết rõ là cái đối tượng của họ sẽ cần phải hỏi là cái gì, vấn đề này xuất phát nó gốc nó rễ nó nằm ở đâu. Và thường thường thì cái này nó sẽ có nhiều cái dạng framework khác nhau để các bạn maybe nếu bạn chưa biết thì bạn có thể apply practice thử. Nhớ những cái đơn giản nhất là 5 why, đặt 5 lần câu hỏi tại sao cho tới khi nào nó ra được cái vấn đề cốt lõi. Anh nghĩ sơ sơ như vậy, còn tùy vào trong tình huống, thì trong scenario cụ thể nó là cái gì thì sẽ có cái cách nó apply tương ứng. Thì anh có nghĩ ra được một cái ví dụ nào của một biểu hiện của có những cái kỹ năng khác nhưng mà không có kỹ năng giải quyết vấn đề không? Hiểu. Thường thường thì khi mà anh interview mấy bạn á, anh sẽ đưa cho các bạn một số cái đề bài dạng câu hỏi mở thôi, và anh sẽ xem cái cách mà bạn nó có hỏi lại anh hay không. Nếu mà bạn nó không có hỏi lại anh á, và bạn nó chưa có hỏi thêm sau càng chi tiết á, thì anh ta sẽ đánh giá bạn này chưa thực sự có kỹ năng tìm hiểu được vấn đề. Bởi vì nếu như bạn nào không e ngại hiring manager và càng muốn hiểu rõ vấn đề, thì anh thấy anh nghĩ rất là chung chung luôn, hiring manager sẽ rất appreciate, bạn sẽ đánh giá cao cái bạn này hơn bạn là theo kiểu à người ta hỏi đó mình phải trả lời liền, phải trả lời càng tốt Kiểu càng đi càng đúng. theo Giống kiểu đi thi IELTS á á. thì đôi khi lại không được kết quả mấy.
Vậy là một trong những biểu hiện đó là có thể hỏi ngược lại anh để clarify cái câu hỏi của anh, biết cách để đi sâu hơn vào cái câu hỏi đó. Đó là lúc phỏng vấn, chứ còn lúc mà đi làm rồi á thì tất cả các product requirement PAD gọi đều phải biết ra một cách rất rõ ràng cái phần context và cái phần problem, thì thường thường lúc đó sẽ vô được training on the job là cái phần framework này mọi người phải đi chia nó như thế nào, vấn đề này là của user nào, nó xảy ra có thường xuyên hay không, nếu như không giải quyết nó thì bị cái gì, nếu giải quyết nó thì được cái gì, expectation sẽ như thế nào. Nói chung là sẽ có rất nhiều template các câu hỏi để giúp mọi người có thể trả lời được cái vấn đề đó một cách càng sát càng tốt.